dễ bị chứng cảm xúc. Và ngay cả bản thân Thuyết Vinh trong những mùa nóng thì cũng cảm thấy đôi khi mình bị nhức mỏi cơ thể rồi khó chịu, ăn uống kém chẳng hạn. Vậy thì có những món ăn, bài thuốc nào giúp chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe, hồi phục cơ thể thật là nhanh chóng? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục Ẩm thực cuộc sống ngày hôm nay với phần tư vấn của đầu bếp Thành Tâm. Xin chào anh Tâm. Chào Thuyết Vinh. Dạ, trước khi mà nhờ anh Tâm tư vấn một món ăn nào đó cho quý vị khán giả thì xin mời anh Tâm cũng như tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe lời tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn xoay quanh những vị thuốc, những món ăn hỗ trợ tốt cho sức khỏe chúng ta trong mùa nóng này nhé. Chào MC Tuyết Vinh và chào đầu bếp Thành Tâm. Thật ra cái mùa nắng nắng này thì không phải chỉ riêng một mình Tuyết Vinh bị đâu mà rất là nhiều người bị nếu chúng ta không biết cái cách là phòng chống cái nóng nắng và mùa nắng. Thì có thể chúng ta sẽ bị một cái chứng người Tây y người ta gọi đó là trúng nắng. Là riêng Đông y thì người ta gọi đó là trúng phong nhiệt. Thế khi bị trúng phong nhiệt thường nó làm cho cơ thể của chúng ta nóng nực, bức rứt, môi khô, miệng khát. Và như vậy sẽ làm cho chúng ta không làm việc được hoặc là hạn chế cái sức khỏe của chúng ta. Thế thì với cái triệu chứng như vậy, người Đông y của chúng ta sẽ có những cái bài thuốc người ta gọi để giải phong nhiệt. Thì trong đó là cát canh 12 gram, gừng tươi 6 gram, hạnh nhân 8 gram và sợi hồ là 10 gram. Cái vị bài thuốc này thì chúng ta có thể nấu thành một cái chén thuốc và chúng ta uống trong vòng 1 đến 3 ngày cho đến khi sức khỏe của chúng ta hồi phục. Hoặc chúng ta có thể chế biến thành một món ăn kết hợp với những cái thực phẩm để cho chúng ta phục hồi sức khỏe nhanh hơn và như vậy chúng ta sẽ trở về cái công việc của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một cái bài thuốc người ta gọi là bài thuốc sông. Và người Đông y gọi đó là một cái phương pháp để chúng ta giải nhiệt ra bên ngoài. Người ta gọi đó là phương pháp giải cảm đó. Thì các bạn có thể dùng là bạch đàn, cái thứ hai là lá xả, bạc hà và tía tô. Thì khi chúng ta nấu thành một nồi nước sông và chúng ta sông trong vòng 5 đến 10 phút thì sẽ làm cho chúng ta ra mồ hôi, như vậy thì sẽ đẩy cái cảm ra bên ngoài. Để cho chúng ta thuận tiện và chúng ta có thể thực hiện được tốt hơn thì nhân tiện đây sẽ nhờ anh đầu bếp Nguyễn Thành Tâm giới thiệu cho chúng ta cách chế biến thành một món ăn cũng như là cách nấu một cái bài nước sông như thế nào để cho chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn. Bây giờ thì đến lượt anh Tâm đây. Tuyết Vinh nhờ anh giúp cho mình tìm một cái món ăn nào đó mà cái cách làm mình cũng đơn giản một chút xíu ha, rồi nguyên liệu thì gần gũi, làm sao để mình chăm sóc được trong cái bữa ăn hàng ngày đó, mình hỗ trợ cho cơ thể của mình trong mùa nóng này. Sau khi mà anh nghe bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn nói xong thì anh sẽ nấu cháo. Ngoài đậu xanh ra thì hôm nay chúng ta còn có là cát canh 12 gram, gừng tươi chúng ta 6 gram, xài hồ 10 gram và hạnh nhân chúng ta có 8 gram. Những cái vị này là vị thuốc bắc. Bên cạnh đó chúng ta còn có gà, khoai lang, củ sen, hạt sen, đậu xanh, gạo. Rau gia vị thì mình chỉ có rau tía tô thôi. Còn bên này là cái thuốc xong của mình để giải cảm, cảm sốt đó. Thì mình có là lá bạc hà nè, rồi xả cây nè, cây bạch đàn nè và tía tô. Dạ, cái này là nấu nước xong. Nấu nước xong để giải cảm. Dạ. Thì trước tiên thì mình sẽ nấu cái vị thuốc bắc này trước. Dạ. Để lấy nước ha. Dạ. Rồi bây giờ không biết là Vinh có thể hỗ trợ anh sắc cái củ Vinh sen này đi ha. Củ sen đi. Sắc khoanh bình thường anh. Đúng ha. Rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ hầm cháo đậu xanh trước, bởi vì hai cái món này lâu, cái nước này lát ta có thể bổ sung thêm sau vào. Dạ. Cho đậu xanh và gạo vào chút luôn. Thực ra thì Vinh thấy là trong cái món ăn của người Việt mình á thì nhiều khi đôi là những người bình thường mình không có tìm hiểu nhiều lắm thì lại không có biết rằng những cái sự kết hợp các nguyên liệu đều có cái sự tính toán hết trong đó mà làm cho cái món ăn của mình nó rất là cân bằng. Ví dụ như là hành, gừng, là hành, tiêu, tỏi đều là mình thấy là anh không có sử dụng trong cái món này luôn. Đúng rồi, bởi vì cái hành và tỏi, tiêu thì nó làm cho cơ thể nóng. Mà mình đang sốt nóng thì lại làm cho người nóng hơn nữa. Chỉ có những người bị cảm lạnh đó, chúng ta sử dụng gia vị đó nhiều thì nó làm cho cơ thể ấm hơn. Rồi, cái nước
nước sau này là mình đã nấu xong rồi, mình sẽ bắt ra mình cho vào chảo. Bây giờ Thúy Vinh cầm cái vật đỡ giùm anh nha. Đây, di chuyển qua đây. Chị Vinh thấy là anh nấu cháo cũng hơi đặc, nên bây giờ mình có cái nước này vô thì nó sẽ vừa lại anh ha. Bây giờ mình có thể tiếp tục cho những cái nguyên liệu này vào rồi anh ha. Bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ cho gà và hạt sen, củ sen vô trước. Dạ. Hình như cái khoai lang đó nó sẽ rất là dễ mềm. Đúng cho nên rồi. Mình cho sau anh ha. Sẽ cho sau cùng. Củ sen mình sẽ cho vào lúc này luôn. Và trong thời gian chờ chín thì anh sẽ nấu cái nước xong này. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho lá này vô, và khi mình cho cái này vô rồi là mình sẽ không mở nắp nữa. Mình chỉ cho đúng một lần nó vô cho rồi mình đậy lần luôn. Đậy nắp luôn. Mình có thể bẻ vò nhẹ. Cái tí tô này thì chắc là mình cũng cần phải sắc. Tí tô thì Tuyết Vinh cắt sợi ra mà. Hình như là mình còn một nguyên liệu nữa là khoai lang, mình cho vào khi nào anh? Đúng rồi, bây giờ là nó đã nhừ, cháo đã nhừ rồi, mình sẽ cho khoai lang vô. Dạ. Mình cho khoai lang vô khoảng vài phút là chín rồi. Dạ. Nhưng mà hình như em thấy là anh Tâm còn thiếu thiếu gì nha, nãy giờ chưa có thấy nêm gia vị á. Thì đối với những người bị cảm sốt này thì mình không nêm gia vị nhé. Không nêm gia vị không luôn. Nêm gia vị. Bởi vì khi nêm gia vị vậy đó thì trong cơ thể mình sẽ làm nóng hơn nữa. Thì bây giờ nước xong thì cũng xong rồi. Dạ. Một nồi nước xong nhưng mà mình cũng không có mở cái nắp nồi ra ha. Để vậy là cứ chùm khăn hay là chùm cái mền vô. Trời ơi, ý là chưa có mở cái nắp nồi ra mà Tứ Vinh nghe mùi của lá tía tô rồi mùi xả nó thơm gì đâu luôn anh. Đúng rồi, khi này là mình chùm vô và nó ra tuyết mồ hôi rất nhiều. Nhưng mà có một điều lưu ý đó, trước khi mình xong là mình phải uống ly nước. Dạ. Và sau khi mình xong mình cũng phải uống thêm ly nước để bù cái nước mồ hôi mình tiết ra. Bên cạnh đó thì cái nước này mình có thể là hòa thêm chút nước nữa để mình lau mình. Khi mình như vậy mình tránh là tắm, sau khi xong xong là tránh tắm, nhưng mà mình chỉ dùng cái nước này mình lau mình thôi. Dạ. Cho nó ra mồ hôi hết thôi. Dạ, rồi bây giờ chắc là chuẩn bị anh một cái tô để mình múc cháo ra đây ạ. Thì bây giờ cháo cũng chín rồi nè. Giận quá, đầy một nồi đầy những cái nguyên liệu rất là tươi mát. Hấp dẫn gì đâu luôn. Tô cháo mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ cho ít tí tô vô. Dạ đây. Rồi, bây giờ anh múc cho Vinh miếng nha. Dạ. Cháo mà khi mình không có nêm gia vị vậy á, nó có hấp dẫn như là cái món cháo mình vẫn ăn không? Vậy thì bây giờ mời Tuyết Vinh thử. Dạ, cảm ơn anh. Rất là thơm. Rồi khoai lang nè, rồi hạt sen nữa. Chắc là bây giờ là đã mềm nhừ hết. Đúng rồi anh đã ha. Mềm nhừ hết rồi đó. Bây giờ Tuyết Vinh phát hiện ra cái hay của việc mà không có nêm gia vị. Đó là mình ăn cái nguyên liệu nào thì nó đúng cái hương vị của nguyên liệu đó. Mình không có hòa lẫn vào đâu hết. Và đặc biệt là cái cháo của mình nấu khá là nhừ nè, hòa chung với đậu xanh, rồi hạt sen, rồi khoai lang. Tất cả những nguyên liệu này khi mà mình nấu nhừ chín kỹ nó đều mềm ra hết. Và bảo đảm là mọi người sẽ cảm thấy rất là thích khi mà ăn những nguyên liệu cùng với nhau. Bên cạnh đó thịt gà nó có cái độ ngọt tự nhiên của thịt, mình không có thêm gia vị gì vào hết mà mình thấy nó rất là thanh mát. Và lúc nãy thì Vinh vẫn không nhớ là trong cái món cháo này mình có hòa thêm cái nước của các cái vị thuốc được nấu lên. Thì thứ nhất là nó làm cho cái món ăn của mình nó thơm hơn. Và thứ hai là Vinh bảo đảm là ăn xong nó rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. Không biết là cảm nhận của Tuyết Vinh thì như vậy. Còn về phía tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn thì có những nhận xét nào thêm về món ăn, bài thuốc mà đội bếp Thành Tâm đã cùng chia sẻ ngày hôm nay? Thì xin nhờ ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn ạ. Cái món ăn vừa rồi cho anh Thành Tâm giới thiệu thì đây là một món ăn nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tác dụng là giải biểu, thanh nhiệt
và sinh tân theo người đông y. Thì trong đó cái cát canh có tác dụng là giải biểu và thanh nhiệt cũng như sinh tân, kết hợp với lại sè hồ có tác dụng là giải biểu. Thì đặc điểm là sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng đau nhức toàn thân cũng như là giảm đi cái triệu chứng khát. Bên cạnh đó thì kết hợp với lại hạnh nhân thì nó sẽ nâng cái tổng trạng của chúng ta lên. Và ngoài ra thì gừng thì có tác dụng là làm cho chúng ta giải biểu ra bên ngoài. Đặc biệt là đối với người đông y thì khi sức khỏe còn tốt thì tất cả những cái cảm phong nhiệt hoặc là phong hàn sẽ phải dùng bằng phương pháp đưa ra ngoài, chứ chúng ta không đưa vào trong. Bên cạnh đó, anh Thành Tâm có giới thiệu với chúng ta là kết hợp thêm với đậu xanh cũng như là khoai lang. Như vậy vừa nâng thêm cho chúng ta về bồi bổ cho cơ thể, và đặc biệt trong cái đậu xanh thì cũng là một cái vị thuốc thanh nhiệt và giải độc, đặc biệt là cái vỏ đậu xanh. Thanh nhiệt, giải độc và sinh tân. Như vậy khi phối hợp với bài thuốc như vậy để thành một món ăn sẽ có tác dụng làm cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng đau nhức toàn thân, nhức đầu, và giảm đi triệu chứng là chúng ta khô khát miệng trong quá trình chúng ta bị trúng nắng. Riêng bài thuốc xong thì các bạn có thể là sử dụng ngày đầu tiên, và nếu những ngày sau mà các bạn cái cảm giác của chúng ta thoải mái cũng như là hết đau nhức mình mẩy thì các bạn không cần sử dụng trong những 2 ngày kế tiếp. Còn nếu những ngày sau mà chúng ta vẫn còn cái triệu chứng mà chưa hết hẳn thì các bạn có thể xong trong 1 đến 3 ngày tiếp tục nữa. Tuyết Vinh xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã cùng chia sẻ với chương trình, và đặc biệt là cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình một món cháo gà đậu xanh củ sen, hạt sen, khoai lang, tía tô. Tuyết Vinh đùa thôi, một món ăn rất là ngon cũng như là một bài thuốc xong. Tin chắc rằng có thể hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng như thế này. Cảm ơn anh Tâm ạ. Cảm ơn Tuyết Vinh. Cảm ơn chương trình. Và đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn có một sức khỏe dồi dào và những ngày làm việc thật là hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.